Ở một số quốc gia như là Thái Lan, Indonesia, Brazil, cây mía được chính phủ trợ giá bảo hộ để doanh nghiệp và người nông dân an tâm phát triển. Bởi vậy mà mọi tác động của giá đường trên thế giới đều không ảnh hưởng đến vùng trồng nguyên liệu của nông dân. Vì sao cây mía ở các quốc gia này lại cần được chính phủ bảo hộ, trợ giá? Để làm rõ hơn vai trò của cây mía cũng như là những khó khăn mà doanh nghiệp mía đường Việt Nam đang gặp phải trước ngưỡng cửa hội nhập, phóng viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có cuộc trao đổi nhanh đối với ông Nguyễn Văn Lộc, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mía đường của Việt Nam. Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông thì chúng ta đang đứng trên cánh đồng trồng mía rất là lớn ở Sơn La. Và theo ông thì ông đánh giá thế nào về vai trò của cây mía đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam? Các nước lớn ở châu Á, ở trong đó có Trung Quốc, trong đó có Ấn Độ, trong đó có Pakistan, là cây mía là một cái loại cây rất quan trọng trong việc đó, là lấp cái khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Trong điều kiện những đất nước đông dân sở hữu đất manh mún và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh thì cây mía đang chiếm vai trò rất lớn, nhưng mà có vẻ như chúng ta thì chưa ý thức được chuyện đó. Chưa thể ngăn cản được đường lậu cùng với việc là chúng ta sắp phải gia nhập hiệp định ATIGA, việc mà thuế suất nhập khẩu sẽ về 0%, ông có lo ngại rằng là doanh nghiệp đường Việt Nam sẽ bị hạ đo ván ngay trên sân nhà? Trong cái quá trình 20 năm đường nhập lậu vào Việt Nam mình, hiện nay là 20 năm rồi, đã có những giai đoạn mình kiểm soát được. Đấy là những giai đoạn mà tôi cho là các hệ thống phối hợp giữa các cái cơ quan hay các cái hệ thống chính quyền các cấp của mình phối hợp được. Đấy. Còn có những giai đoạn khoảng độ 3 năm gần đây không thể kiểm soát được. Điều đó cho thấy nếu mà hiện nay, nếu mà chúng ta có nỗ lực và có phối hợp thì kiểm soát được. Trong tình trạng hiện nay, nếu mà gia nhập và để cái đường với cái giá thấp mà vào thì cái người tác động lập tức thì chính là người nông dân trồng mía. Tại vì trong trường hợp với cái giá đường như hiện nay thì không thể nào mà trả cho giá mía cho người nông dân trên 800 đồng được, mà đây là giới hạn chót rồi. Và mình thấy là các vùng khác mà khi giảm giá mía xuống 750 hay 700 là người nông dân không có cách nào khác là phải đi tìm cây khác trồng. So sánh một chút về cái sự phát triển của ngành mía đường Việt Nam với ngành mía đường của các nước trong khu vực châu Á thì ông có cái sự so sánh như thế nào? Các nước lân cận của mình á, mặc dù á là họ đã gia nhập ATIGA rồi, cụ thể là chẳng hạn như Philippines, Indo, nhưng giá mía không có giảm, tại vì giá mía nó liên quan đến đời sống của người nông dân. Nước khác á, thì cái giá mía nó không phải do doanh nghiệp quyết định mà giá mía do chính phủ bằng cách nào đó quyết định. Còn hiện nay cái giá mía mà của mình trong mấy năm gần đây và chuẩn bị sắp tới lại do doanh nghiệp mía đường, nhưng doanh nghiệp mía đường đành phải dựa vào giá đường. Và nếu mà giá đường trước đây bị đường lậu và sang năm thì bị đường chính ngạch giá rẻ đường vào thì doanh nghiệp làm sao có thể duy trì giá mía cho người nông dân họ trồng. Đấy, khác biệt của mình với các nước lân cận là như thế. Và vì hiện nay cái người nông dân và kẻ nông doanh nghiệp của mình cũng chỉ cần một cái cơ chế một cách ngang ngửa với các nước khác thôi thì mình vẫn tiếp tục hoạt động được. Vâng, xin cảm ơn ông.